Trời, cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trong bụi vậy? Trời ơi, ra đây em nào. Xem tao có đập cho mày một trận hay không? Mày ra đây xem nào, tao không sợ mày đâu. Mày hãy ra đây. Mày ra đây xem nào. Mày ra đây, mày cứ thử bước chân ra đây nửa bước thôi. Tao là động vật dũng mãnh hả? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì sao tôi vậy? Trời ơi, sao tôi cái gì vậy? Trời, trời ơi. Hả? Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy má? Cái gì vậy? Ai? Ôi, trời ơi, ai? Trời. Trời ơi, mày đừng tiến gần lại tao. Cái gì vậy? Trời, đi ra đi. Mày đi ra đi. Đi ra đi. Trời ơi, không được đâu. Không được. Tớ không có gia đình. Có thể cho tớ một ngày đêm nay không? Làm ơn chỉ một đêm thôi mà. Thôi được rồi, ta tin tưởng người đó. Được rồi, ngủ đi. Đẹp chưa kìa. Đẹp chưa kìa. Trời, đẹp ghê ha. Đẹp ghê ha bố bà. Đẹp thiệt đó. Nhìn xem. Cậu có biết không bố, tớ từng là một chú khủng long hạnh phúc nhất trên đời. Cho đến khi tớ bị mất hết gia đình, ba mẹ, người thương. Tớ cảm giác như thế giới này sụp đổ. Tớ không còn cái gì hết. Tớ luôn luôn đi tìm kiếm mọi sự hạnh phúc, và tất cả mọi người đều xa lánh tớ vì tớ quá khác biệt. Cậu có hiểu không hả bố? Mày cút đi. Biến không. Rồi mày cũng giống như những kẻ khác mà thôi. Mày cút đi, mày đi tìm chỗ khác đi. Rồi mày cũng giống như những kẻ khác mà thôi. Mày cút đi, mày đi tìm chỗ khác đi. nhà nghỉ mãi làm sao bù được protein cơ chứ. Dục bà cái kỳ đi, kiếm cái khác ăn. Biển miếng thịt còn không có, làm sao có cái lá cây ăn chứ. Hả? Cái gì vậy má? Hả? 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 Em yêu à, anh vừa thấy cái gì ở trong kia nè. Biết bây giờ là mấy giờ được không? Mới có 12 giờ trưa anh chả biết gì, nó trong kia dọa anh. Khó chịu vô cùng. Đi kiếm cái gì ăn không? Anh nói thiệt mà. Hả? Không kiếm gậy xong mà bắt cá. Hôm nay ta phải cho mũi già đó biết tay như thế nào là lễ độ. Hả? Đừng động vào nó, đừng động vào nó. Đừng có động vào nó mà, đừng có động vào nó mà. Ê! Lúc nào cũng phá hỏng. Sao anh không báo em sớm? Anh đã cảnh báo em rồi mà em có nghe đâu. Trời ơi, tự gì tự chứ biết. Người ta đã nói rồi mà em có chịu nghe đâu. Cái gì vậy nữa? Dạ. Quẹt nè, quẹt nè, quẹt, quẹt đuôi nha. Trời ơi, thật là phong nha. Nói có bà vợ nghe đâu giờ, để hai đứa chảy mất hai con khủng long. Tao sợ độ cao. Suýt nữa thì bỏ mạng ở bờ biển hết phim. Thiệt tình chứ lại. Trời ơi, nhiều khi người ta nói là người ta nặng vượt mày nhẹ, nhưng mà người ta vẫn thương em mà. Hơi béo một tí tôi nhưng mà được cái là cù tè, dễ thương à. Tỏ, anh cứ tưởng em đi rồi chứ thiệt ra không phải à. Vì mày nói nhiều quá nên tao không tính cứ tưởng là được lấy thêm vợ nữa rồi chứ. Không biết là đang ngắm thằng nào. Cô nương. À, đúng là miếng gà to rồi. Em có kế hoạch rồi. Tập trung vào đây nào. Đây là nơi chúng ta đang đứng. Chúng ta sẽ di chuyển sang hòn đá bên kia. Chúng ta sẽ lại gần và dọa nó sợ. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bắt nó lại. Chúng ta sẽ không cho nó con đường thoát. Hiểu chưa? Sau đó chúng ta sẽ trói nó lại, nướng nó lên món KFC thơm ngon. Đập nó, đập nó. Ăn đòn, ăn đòn, ăn đòn. Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Không ngờ một ngày cũng có. Xem nào. Nó rồi. Cái gì? Cái dục mày cái quần nè. Đúng là đồ vô dụng. Bắt nó đi. Thiệt ơi, đừng chạy. Đừng có chạy mà Thiệt ơi. Miếng Thiệt này chạy nhanh thiệt chưa. Đứng lại. Đứng lại màu. Đứng lại màu. Đứng lại. Tại sao em béo mà chạy nhanh quá vậy? À, chết anh nhầm. Ai em béo? Ừ, anh nhầm. Đâu nhóc con. Vĩnh biệt. Dừng lại. Hả? Lại gọi một miếng thịt nữa tới sao? Đừng động vào cậu nhóc. Hai miếng thịt thơm lại ngon. Bùn đét. Còn biết kia là kiểu gì? Cái gì vậy? Gì hả? Làm cái gì đi đồ ngu. Cười hả? Bây giờ thì tới ơi. Phong cách, phong cách. Miệng cãi xe của ta. Hả? Bắt nó. Tên này nhìn béo ròn hơn nè, đuổi nó đi. Đứng lại, miếng thịt kia. Đứng lại. Đứng lại quả chanh vàng. Các người đứng lại màu. Động đất à? Em cũng thấy vậy, ở nhà. Có gì đó. Trời trời, tự dưng hai tay này đắm đuổi, tự nhiên dừng lại là sao ta? Anh chạy trước đây, lát anh cứu em sau. Mày quá đi à, có lợn đè lên người tôi. Đừng động vào tôi, Ây da. Đứng lại tên kia. Trời trời, liệu có phải bố không ta? Hình như là phải vô nè. Hình như là đúng rồi nè. Trời ơi, nguy hiểm, em phải cứu Bob thôi. Trời ơi. Bob, chạy về đây Bob ơi. Lên. Quả chanh vàng đứng lại. Bye. Đứng lại. Bob, Bob. Cậu đã làm gì vậy? Xin chào. Cho ôm cái nào. Không. Cho ôm cái nào. Trời ơi. Nó vừa đây mà. Đúng rồi. Nó